Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh của Thuật Thể Thao. Lời đầu tiên thì cho Thuật Thể Thao xin chúc các cô chú anh chị và các bạn có một ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc ạ. Và trước khi đến với chương trình hôm nay như thường lệ, quý vị và các bạn có thể ủng hộ Thuật Thể Thao bằng cách bấm like video, chia sẻ video và đưa ra những cái bình luận của mình dự đoán tỷ số các trận đấu của ngày hôm nay ở phía dưới phần bình luận. Xin cảm ơn các cô chú anh chị, quý vị và các bạn rất nhiều. Thưa quý vị và các bạn, như chúng ta đã biết trong ngày hôm nay thì đội tuyển U19 Việt Nam của chúng ta sẽ thi đấu cái lượt trận thứ hai tại cái giải đấu U19 quốc tế 2024. Và sau cái thất bại 0-1 trước đội tuyển Trung Quốc ở lượt trận ra quân thì ngày hôm nay thầy trò huấn luyện viên U19 Việt Nam sẽ đối đầu với U19 Hàn Quốc. Thì đây là một đối thủ có thể nói rằng là đối thủ mạnh hơn so với đội tuyển U19 Trung Quốc mà chúng ta đã thua cái lượt trận ra quân. Thì thực ra sau khi mà thất bại trước đội tuyển U19 Trung Quốc thì cái cơ hội giành điểm số của U19 Việt Nam ở cái giải đấu U19 quốc tế này nó rất là khó, vì những đối thủ Hàn Quốc hay Uzbekistan là những đối thủ mạnh hơn chúng ta khá là nhiều đấy. Thì đây là trận đấu giải đấu mà chúng ta sẽ mang cái tính chất là giao lưu cọ sát để học hỏi và tích lũy kinh nghiệm mà thôi. Cho nên những cái chiến thắng hay thất bại nó không có quá nhiều cái ý nghĩa đâu. Vì vậy cho nên là trận đấu này thì cái điều quan trọng nhất mà thầy trò huấn luyện viên U19 Việt Nam hiểu và áp dụng ấy thì là cố gắng để trình diễn một cái lối chơi nó thuyết phục nhất, để mà nhuần nhuyễn hơn để hướng tới những cái giải đấu tiếp theo mà thôi. Thực ra thì ở trận đấu ra quân thì U19 Việt Nam đã chơi không tốt, đội bóng của huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh đã gặp rất nhiều khó khăn, cái khả năng chuyển trạng thái cũng như là khả năng làm bóng tấn công để tạo ra được một cái thế trận tốt, tự tin để mà cầm bóng chơi bóng thì là chưa có. Còn đội tuyển Trung Quốc họ đá rất là chân phương thôi, nhưng mà đội tuyển Việt Nam chúng ta cũng không thể nào mà có được cái kết quả tốt được. Đấy, rất là tiếc. Và cái tình huống bàn thua của đội tuyển U19 Việt Nam đó là một cái tình huống mà phòng ngự lỗi ở bóng hai, cho nên không thể nào mà kèm được quả đó. Nếu như quả đấy mà U19 Việt Nam mà phòng ngự tốt thì không đến nỗi chúng ta thua đâu, vì trận đấu đó hiệp 2 chúng ta đã tốt hơn hiệp 1 nhưng chúng ta lại không ghi được bàn thắng. Thì cái sự kết nối giữa khả năng tấn công của hàng phòng ngự này, hàng tiền vệ với hàng tiền đạo nó đang chưa tốt, vì thế cho nên chúng ta phải cải thiện hơn. Và trận đấu với Hàn Quốc này mình nghĩ rằng nếu như mà đội tuyển U19 Việt Nam của chúng ta mà chơi với được một cái lối đá nó hợp lý và tốt hơn thì đó là điều vui rồi, và ghi được bàn thắng danh dự vào lưới của U19 Hàn Quốc cũng đã là thành công. Thì mình chỉ mong muốn và hy vọng như vậy thôi, chứ còn để mà muốn có được kết quả tốt hơn thì sẽ rất là khó. Thì trận đấu này sẽ được tường thuật trực tiếp vào lúc 16:30, thì khả năng là FPT Play sẽ tường thuật, thì mọi người có thể theo dõi trận đấu này trên các nền tảng YouTube cũng như là trên FPT Play để chúng ta theo dõi. Trận đấu trước thì FPT Play cũng đã tường thuật rồi, thì khả năng họ sẽ tường thuật thêm trận đấu này nữa. Chúng ta sẽ cùng chờ xem, nếu như có link thì Thuật Thể Thao sẽ gửi tới quý vị và bạn theo dõi trận đấu này luôn ạ. Xin cảm ơn các cô chú anh chị và các bạn đã xem video. Nếu bạn có dự đoán gì về kết quả trận đấu giữa U19 Việt Nam với U19 Hàn Quốc diễn ra vào chiều ngày hôm nay thì hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh và bấm chuông cũng như chia sẻ video để giúp ủng hộ Thuật Thể Thao ra những video mới chất lượng hơn trong thời gian tới. Và chúng ta có thể theo dõi những chương trình nhận định, bình luận và livestream của Thuật Thể Thao vào mỗi ngày. Xin cảm ơn các cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo trên kênh YouTube của Thuật Thể Thao ạ.